để tuyên truyền về an toàn giao thông trong buổi ngày hôm nay. Tập thể lớp 91 các em có một tiểu phẩm xin gửi đến quý thầy cô và các bạn. Trước tiên em xin giới thiệu về các thành viên: Cát Tường người dẫn chuyện, Văn An, Thành Đạt, Thành Nam trong vai ba anh bạn chí cốt, Thúy Vân, Ngọc Hân trong vai hai cô bé học sinh, anh Tú trong vai cảnh sát giao thông, Phương An, Thảo My trong vai Thắng Livestream, Tường Vi, Như Huỳnh, Thiên Phúc trong vai người dân chứng kiến. Nhân ngày lĩnh lương của Nam, Nam bèn rủ đám bạn chí cốt lâu ngày không gặp của mình để làm một kèo nhậu. Nam nhấc máy lên và gọi: Alo An à, ông đi đâu đấy? Tôi đang liên lạc. Ông xin sếp nghỉ một hôm đi, hôm nay tôi mới lĩnh lương, tôi bảo mấy ông một chầu nhậu. Ê chà, kinh đấy, tôi xin sếp về sớm một hôm đi, về nhậu với ông anh. Ok, ông làm chung với thằng Đạt thì rủ nó giùm tôi luôn nha. Tôi biết rồi, sao mà theo nó được, phải đủ tao sẽ ca chứ nhỉ. Ok, chốt bây giờ quán cũ nhau. Đúng 3 giờ chiều, ai cũng có mặt ở quán nhậu và tận hưởng buổi nhậu hăng say cùng nhau. Hai ba vô, hai ba vô, hai ba uống. Sau khi tàn cuộc thì em phát hiện ra xe mình bị chết máy. Ôi Nam ơi, xe tôi bị chết máy rồi, tôi còn chở Đạt về nữa. Gần đây có tiệm sửa xe đấy, ông Dũng qua đó cho người ta sửa đi. Xe tâu rộng lắm, để tôi chở bọn bay về, giờ cũng tối rồi. Thế là cả ba ngồi trên chiếc xe Vario của Nam, nhưng trong lúc nhậu, em uống nhiều nên muốn thể hiện cho mọi người thấy và đòi lái xe của Nam đi về. Đến ngã tư, đèn đỏ nhấp nháy hiện lên. Khi đó có chút men rượu trong người, em đã cố tình phóng nhanh và vượt đèn đỏ. Nhưng cả ba nào biết phía bên phải đang có hai bạn học sinh vừa ra về. Thế là trong chớp mắt cả ba đã tông phải hai bạn học sinh và bị thương. Cùng lúc đó có hai thanh livestream đang trên đường về và vô tình chứng kiến được cảnh ấy liền rút điện thoại ra và like trên mạng xã hội. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Thanh Sách Phương Thảo Channel. Mình là Mi Mi. Mình là Phương Em. Hôm nay tụi mình đang đi trên đường, vô tình bắt gặp được một cảnh tai nạn. Mọi người đang lết ra lề đường. Có người còn bị co giật. Hiểu biết rồi, mọi người cố gắng đẩy đi cho tụi mình nha. Trời ơi, bớ bà con ơi. Tai nạn giao thông. Anh ơi, anh còn sống không? Ai báo công an đi. Anh còn sống rồi các bạn ơi. Anh ơi, công an đâu rồi? Mọi người ơi, bây giờ có công an rồi, tụi mình chuồn trước nha. Mọi người nhớ like, xe sụp ra cho mình nha, bye bye. Khi đó mọi người đưa tất cả vào trạm y tế. Các anh có biết vì các anh làm là vi phạm pháp luật không? Đã uống rượu bia còn lái xe sao không qua? May là bị nhẹ, nếu nặng các anh có lường trước được hậu quả không? Công an vừa nói xong thì ba anh đây cũng đã biết lỗi của mình. Tôi xin lỗi do hâm vô, tụi tôi hồ đồ quá do hâm vô nên không lường trước được những việc này, tụi tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nói xong, là... ba anh liền xin lỗi hai cô bé và sẽ hứa sẽ không có lần thứ ba. Các anh biết lỗi là tốt, đừng vi phạm nữa nhé. Qua tiểu phẩm chúng em mong muốn gửi tới các bạn thông điệp: tai nạn giao thông là hiểm họa thường trực đối với mỗi người khi tham gia giao thông trên phạm vi cả nước. Mỗi ngày trên cả nước xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương rất nhiều người. Hậu quả để lại là nỗi đau cho người thân và thêm một gánh nặng cho xã hội và tổn thất về vật chất của gia đình và xã hội. Trước thực trạng đó, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông để làm thay đổi thái độ, hành vi tự giác chấp hành của người dân tham gia giao thông luôn được xem tiêu quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.